Vâng, xin chào cô chú và anh chị đã đến với buổi livestream ngày hôm nay. Thì hôm nay cửa hàng xe máy ô tô Nguyễn Thịnh chào đến anh chị và cô chú mua xe là Chevrolet Spark 209 mang biển kiểm soát 61A54875. Xe này khá đẹp nha anh em, quay tổng thể bên ngoài anh em xem nha. Đấy, đầm sơn đẹp nha anh em, đầm sơn hẳn gan nha anh em nhìn ha. Đó, mâm lốp vỏ mới. Đấy, vỏ còn khá đẹp nha anh em, bóng vỏ khá đẹp ha. Đấy, bên ngoài này thương hiệu mang Chevrolet nha, dòng này của Mỹ nha anh em. Spark là T số sàn của Mỹ, dòng này chạy rồi rất là êm nha anh em, ít hao xăng, tiết kiệm nhiên liệu. 100 cây thì nó đâu đó khoảng 5 lít rưỡi. Khá đẹp ha, đây là nhìn hình đánh giá nha, cột kèo hẳn băng nha. Đó, rồi mình để quay bên trong cho anh em xem ha. Con này mình đang chào bán với tiền là 93 triệu nha anh em. Có hỗ trợ giao xe tận nhà cho anh em luôn, hỗ trợ giao xe tận nhà và trao đổi xe và giao lưu xe luôn. Anh em nhìn ha, ghế da lợp nè, ghế da lợp đẹp nè, trần nỉ cũng đẹp luôn ha. Mua về chỉ chạy thôi, không có tốn ngàn nào nha. Nó có màn hình luôn nha anh em. Để mình vừa mà đề máy cái. Xe này là không có taxi dịch vụ gì hết nha anh em, mua về thì chỉ chạy thôi. Đó, anh em nhìn ha, nhìn thẳng băng luôn ha. Đấy, mình đang đề máy rồi đó. Bây giờ để mở capo lên nè cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Đấy, máy này em cực kỳ luôn nha anh em. Giờ này là phun xăng điện tử nha, rất tiết kiệm nhiên liệu. Cái Jaguar này em mới thay luôn nè. Anh em mua xe cũ nên chú ý nha, để em hướng dẫn anh em mua xe cũ mình biết lựa xe cho nó dễ. Đó, mình trước mắt là mình mua xe cũ mình coi nè, đổ hơi không ha. Xe mày đổ hơi thì anh chị đừng mua nha, xe đổ hơi là mua về là chết luôn, sửa thấy bà luôn. Con này mở ra anh em nhìn ha, cực kỳ luôn, khô gáo ha. Mua rồi là phải mua nha, mấy trong này là anh em nên mua ha. Máy gì là chất lượng, là khỏi bàn. Nước á, anh em mở cái nước dưới mà xe mà mở lên nước nó sôi lên thôi đó. Ồ lên là xe đó, trường hợp đó là nó có vấn đề nha anh em. Đó, gọi này nước đó ha. Nước bình thường vô tư ha, cứ nổ máy là chạy thôi. Thì anh em nào mới đó thì cứ qua xem đi ha, thích thì lấy, không thích thì thôi ha. Xin lỗi nhiều nha, tại vì hôm nay cái giọng em bị khèn á, bị bệnh á, cho nên cái giọng nghe nó không được rõ lắm. Cô này đăng kiểm nó còn lâu lắm nha cô chú anh chị, nó còn tới tháng 7 năm 2021 à. Mua về thì chỉ chạy thôi. Cô này mà làm thêm tốn ngàn nào nữa là em cho chiếc xe luôn. Đấy, rồi anh em nằm mến alo em nha, 0397026935, xem xe Bến Tre nha, có hỗ trợ giao xe và ship xe tận nhà luôn. Anh em quan tâm thì cho em một cái follow kênh đó, để mình cập nhật những cái video nhiều hơn đó. Cảm ơn rất nhiều ạ.